sáng ngộ cho cô chú Thầy Lùng, chị Út nữa. Cái gì? Chị Thu Hoa. Trong Thầy Lùng ngộ quá lá bất á. Bất công ăn. Hôm năm đi lễ về kìa, mặc áo dài tím kìa, đẹp kìa. Ăn thì bất rồi, trời cậu ăn đi. Thôi để chiều hả? Ờ đó, con đó. Bữa thì mưa quá trời quá đất, bữa thì ổng nắng muốn cháy da luôn á, nắng ghê luôn trời. Giờ 19 giờ rưỡi rồi cả nhà ơi. Nhưng rồi ngon ngồi ngon sữa liếp rồi mẹ làm cho Ngân với bé Xu 2 ly cam sữa, mà cả nhà cùng uống cam sữa. Cái ly nó bị mẻ nè chứ không phải nó dính gì, mới đầu con tưởng đâu nó dính cái lá me là gì chứ. Dắt cam rồi bỏ sữa đặc vô rồi bỏ đá bầm vô. Ủa đá bầm, tự nhiên cái đá bầm. Đá bầm là gì vậy? Đá đập, đá bào. Trời ơi, dạo này mình nói chuyện mà nó kỳ, nó làm sao á, nói chuyện mà con lẫn kinh khủng luôn á. Ăn sáng xong rồi thì bây giờ mình uống nước cam sữa để mình tỉnh táo lại, nghe ngồi xử lý. Cái ly này là ly nước sâm bí đao. Xăm bí đao bỏ đá vô uống ngồi vậy đó. Bình thường thì Ngân hay pha cà phê nhưng mà bây giờ cũng lười đi pha cà phê sữa. Cam sữa ngon, mình uống cái vị nó chua chua, có sữa vô ngọt ngọt béo béo y như sữa chua vậy. Chú nó coi phim Conan đó mọi người, nó mê siêu trộm cây tu kít. Không đặt thằng khác rồi. À, vậy là bữa nay làm thần tượng thằng khác nữa hả? Là ai nữa? Không có. Ba chuyên gia nói xàm. Gọi ba thành phố. Có, con mới ăn gà rán. Con kiêng đầu chiên nhưng mà con mới ăn gà rán. Dạ. Với mới ăn bánh mì. Gà rán ngày hôm qua với con. À, đẹp trai như vậy. Con không có chồng đâu mà tới ngày siêu tầm ảnh trai đẹp không trời. Ừ, nó nói là đặc biệt là nữa, nó không bao giờ nó lấy chồng. Nó tới lấy chồng mà nó cự dữ lắm. Ủa Ngân, mà cả nhà uống cam sữa chưa ta? Mà cả nhà uống cam sữa nha, Ngân quên nó, nhiều khi Ngân nói không nhớ là nói hay chưa nữa. Uống cam sữa cũng bổ. Uống cam không đường cũng được. Tại giờ này Ngân hơi mập á, cho nên là mẹ Ngân để sữa vô cho mập nữa chơi. Uống vỏ mập nữa. Khán giả vô nói trời ơi sao giờ này Ngân mập dữ thần vậy. Mập bất thường luôn á, mặt mà. Ăn quá trời ăn luôn mà mẹ Ngân làm mấy món quê á, đúng món thích cái món tủ á. Ăn quá trời luôn. Bồi dưỡng ngon. Cam sữa rồi, cưa rồi uống cam sữa rồi. Quá chất. Đó. Bò cháu. Ủa không có cam sữa hả? Nước của mình Vinh tốn hả? Nước của Vinh là nước nho, mật nho. Nho. Ngon không? Dạ, uống vô thơm. Nó ngọt ngọt, thơm mùi nho hả? Thơm mùi nho. Nho mà làm như tự tự như me mà. Cái me nghe me ngào. Me ngào hả? Đá me hả? Ừ. À, sao nó không thơm mùi nho? Cái đó là mật nho á. Cái chai mật nho á, nó mua ở Ninh Thuận á. Ngủ mà biết. Đặc sản Ninh Thuận. Cái gì mà đây con vớt miếng anh thử miếng. Uống nước rồi uống này á. Là nó không đúng nha. Cái gì mà nghe ngào mà ngào á. Hiểu á. Mà cả nhà uống thử mật nho. Mật nho bỏ tắc hoặc chanh cũng được. Bỏ đá vô. Mật có thôi bây giờ nghe ngào. Nho hết rồi. Uống rồi ăn thậu. Y chang đó mẹ. Y chang đó mẹ. Cái này mình bỏ sữa vô mọi người. Với đậu phộng á mẹ. Hôm qua con ghé quán cà phê á. Hôm qua con ghé quán cà phê á, người ta làm me sữa. Người ta làm ly me sữa. Sữa, me với đậu phộng. Uống ngon ghê. Cái này mà sữa với đậu phộng vô y chang.
Mình làm me sữa uống ngon lắm á mọi người. Me bỏ sữa với đậu phộng rang vô. Ngoài quán người bán ngon ghê, ngoài chợ mình á. Quá không út á. Chuyện ba vậy? Trang à? Chai mật nho nó mua nhớ biết để ngăn lấy cho mọi người xem nha. Vinh nó mua 2 chai. Giống như chai nước mắm á. À, em có Ngân nó mua 2 chai, 1 chai nó uống còn 1 chai gửi về cho mẹ. Tại vì Ngân với ông xã cũng ít uống ngọt á. Kia nó kêu uống quả gì để nó khui nó để tủ lạnh á. À, sáng cái nó đi nó làm theo ly đem theo đi làm. Nó mua cái ly mà ly giữ nhiệt giữ lạnh lâu á, nó pha nước nó đem theo uống đi làm. Ngày nào nó cũng đem theo ly. Nho được uống tốt. Mật nho không chất bảo quản, phẩm màu, hạn sử dụng 1 năm. À, không chất bảo quản, không phẩm màu, hạn sử dụng 1 năm. 95% nho tươi, 5% đường, pha chế, pha loãng nho với lại nước cốt chanh hoặc là tắc, sau đó là cho đá vào. Pha loãng là mình chế nước cho mẹ. Làng nho tỉnh Hải, Ninh Hải, Ninh Thuận. Được. Giao hàng toàn quốc. Y chang đó mẹ cả nhà. Ha. Hà đem gỗ gao theo tính ngồi lặt gao nào mà để sửa clip rồi xuất video, trong thời gian xuất video thì mình tận dụng thời gian đó mình lặt gao. Nó đỡ mất thời gian chứ ngồi sửa clip nó lâu cũng chết luôn. Ờ con vịt nó phái vuốt dữ lắm luôn á. Vuốt vậy. Đậu bún mà cái kêu đậu bắp hoài quên. Nó thương dữ lắm luôn á, mẹ ngồi xe lỗi mà lâu lâu cái nó chạy nó bùng bùng nó chạy lại. À, cái mẹ Ngân ý là nó kêu mẹ Ngân vuốt cho nó đó. À, mẹ Ngân nói mắc xe lỗi rồi vuốt gì con. Vậy chứ hồi cũng phải chạy lại vuốt nó một cái rồi nó mới đi. Chứ hồi nó chạy lại đứng đó hoài vậy. Mẹ Ngân thương lắm, mẹ Ngân cũng thấy thương nữa. Cưng lắm. Đập nước đá bạn uống cái mật nho á cả nhà. Hôm nay Ngân uống thử. Bữa trước thì không có uống, bữa uống cam sữa nó không có uống. Không có pha nước trước rồi hả, trút nước đá vô. Tàu không có phải, tàu người ta lấy nước là tụi nước đá là tụi cháy nước đồ luôn. Vậy hả? Pha biết gì hết trơn. Pha sẵn trước rồi, chút đá vậy uống rồi xong. Mà mấy ca vậy quá tài khác rồi. Mọi người lại làm giùm. Mới đi công chuyện vậy cả nhà. Rồi chế ra nước, còn lại chế ra nước ra thử đây. Làm cho mấy muỗng rồi. Nắm chừng thì kẹo như mật ong ha. Ừ, ngon. Kẹo hơn mật ong chút. Thơm. Uống y như là me me chua chua ngọt ngọt. Bữa nào cả nhà mình ngồi mua thử mật nho uống thử cả nhà. Y chang nước đá me vậy á. Ừ. Cái vị giống như nước đá me y chang luôn á. Sao nho mà nó thơm mùi me ta. Nhưng mà ngon lắm á cả nhà. Ủa nãy mấy muỗng mẹ? Qua đây. Ba muỗng hả? Một ca ba muỗng, nếu mà mình làm ly chắc hai muỗng được ha. Tại vì nó làm một ca. Ngọt còn. Này tùy mình thôi. Mình pha bỏ dắt chanh vô. Cái này là có chế nước không? Không hả? Không. Hồi nó ra chắc ngon luôn kẹo kẹo. Dắt tắt. Dắt hết tái luôn, uống hết tái luôn. Hai tái cũng được hả? Coi đã hả? Đúng rồi. Con là uống tắt chua con cũng không sợ, uống bình thường à. Mẹ học rồi. Kẹo nó dính cái muỗng luôn. Nó giống như bạch nha kẹo vậy. Nó sệt là giống như nước màu mình thắng câu cá á. Mà đều cái màu nó tươi hơn nha, cái màu nó giống như là màu mật ong hay là màu me vậy. Thêm tái cho anh một tắc nữa không? Thêm tái nữa đi. Uống chua dữ. Trời ơi. Có gì đâu. Trời này trưa nắng muốn ly gì uống nguyên ca vậy cho đã chứ uống ly uống cũng không đã nữa. Muốn ấy chế nước thêm vô. Chứ không phải là dầm dầm ra để con uống thử cái đã rồi coi nghe có vị rồi. Ừ. Cả nhà uống thử mật nho với Ngân nha. Mẹ Ngân ghiền á cả nhà, chưa nhớ chừng cái khát nước là cái bắt đầu vô làm liền. Thẩm thầy thẩm gầy như con Ngân thấy mỗi ngày luôn á. Cả nhà mình để mật nho vậy nè. Với sữa bò vô nên mình nghĩ chắc sẽ ngon. Nhưng giờ mình để mật nho tắt
thêm sữa bò vô cũng được, hoặc là không có tắc bỏ sữa bò vô cũng được. Giống như là mình uống siro đá bào á, giống như là sữa hồng ở quê ngắn như người ta kêu lại người ta, nhưng mà siro cam, siro dâu, rồi siro nho, rồi mình cho sữa đặc lên, mình đập đá bào bỏ vô mình uống kẹo kẹo bé bé. Này bỏ sữa vô ngon lắm á. Tại vì biết sao, muốn bỏ sữa vô mà nó tan là mình phải quậy ở ngoài trước đó, mà đâu cần quậy. Sữa hồng người ta chế trực tiếp không ta? Đúng rồi, đúng rồi. Để Ngân chế sữa vô uống thử coi sao nha. Lấy đây đây. Trưa nắng mà có con ly vậy uống nó đã khác. Ý là không phải đã khác mà cho nó khỏe, chứ còn uống ba cái nước ngọt này nó không có đã khác lắm. Với trà đá thì nó đã khác hơn, nhưng mà kiểu như mình uống vậy cho nó khỏe người á. Mình không dám để sữa nữa, nếu mà để sữa nữa chắc ngon hơn. Mình sợ ngọt á. Nếu mà ăn sợ đường nó sợ ngọt. Chứ còn ăn sợ ngọt thì chế thừa sữa thêm nhiều nên cho nó béo. Mà cái nhà uống thử nha. Uống thử kìa. Nó không có pha nước gì đâu, nguyên chất luôn á. Nói chung là tắc nguyên chất. Nho mật nho nguyên chất, sữa nguyên chất luôn. Ngon. Bỏ sữa vô uống cũng ngon mẹ. Mà bỏ thêm cái vị tắc vô á, nó chua chua thơm thơm. Nên nếu mà mình thiếu tắc cũng thiếu tắc nghĩ uống không bằng có tắc á. Đó tùy sở thích. Em bỏ tắc vô thêm thì nó có thêm vị, tăng thêm vị chua một chút. Rồi thêm sữa vô tăng thêm vị béo. Sữa uống này không? Con ho quá thôi đi thôi. Quên, ho quá. Nó đang ho đụng đụng đụng. Giờ cho uống luôn nó rồi. Tới số. Nên nhà đừng chế nước. Để vậy nó nguyên chất ngon. Để hai cái tắc vô mà nó cũng không có chua lắm nha. Tại vì cái mật nho nó ngọt á. Nên chế vô cái muỗng miếng nếm thử cái nguyên chất này. Nó ngọt. Nó ngọt như mật ong vậy á. Cái vị nó cũng giống giống như mật ong vậy. Nếu chua thì mình bỏ tắc bỏ chanh vô rồi nó mới có hậu chua. À cái này uống phải bỏ tắc vô, chứ còn không thì cái nước nho nó ngọt, ngọt gì đó ngọt, ngọt như mật ong, nó kẹo. Kẹo như nước đường mình thắng lại vậy. Giống như giống như nước đường mà mình ăn bánh cam á. Bữa ngang uống sữa cam. Cũng mấy bữa nay rồi Ngân mới quay lại để Ngân làm cho nó hoàn chỉnh cái clip, như là làm ra cho mọi người xem rồi coi cái nước nó làm sao, với pha sữa đồ uống thử coi cái vị nó làm sao. Thấy cũng ngon. Cảm ơn cả nhà đã xem video của Ngân nha, đăng ký kênh ủng hộ Ngân nha cả nhà. Bây giờ là 11 giờ trưa rồi, bây giờ Ngân ngồi uống nước nghỉ ngơi chút, mà Ngân làm clip tiếp với sạc pin điện thoại. Điện thoại Ngân cũng hết pin này.